Hello, xin kính chào quý vị nhà đầu tư. Chào mừng quý vị đến với chương trình review tối của Finashark và mình là Đạt Trương. Cũng lâu lâu chúng ta gặp nhau một lần thì mình cũng sẽ cập nhật thị trường nhiều hơn. Chúng ta cập nhật và chúng ta sẽ xem một số cơ hội giao dịch, xem thị trường đang ở trong trạng thái kỹ thuật như nào, dòng tiền đang ra đa sao, bối cảnh chính sách, bối cảnh thế giới, bối cảnh vĩ mô như thế nào và cũng là coi như là mình thì cũng mình cũng sâu cái quan điểm của mình về bối cảnh thị trường thôi để xem chúng ta sẽ có những định hướng giao dịch như thế nào trong thời gian tới. Điều tiên mình muốn nói là cái giao diện này của IC khả năng cao chúng ta sẽ sử dụng lần cuối cùng. Tại vì vào ngày mùng 1 tháng 6 sắp tới thì IC sẽ đóng cửa và chuyển sang My thì Cũng cũng là một điều đáng tiếc thôi. À, cũng có bên khác cũng uh, có giao diện cũng giống hệt giống như này là bên SSI mình nhớ không như là Project thì phải. Thì chúng ta sẽ cùng nghiên cứu bên đó xem như thế nào. Những giao diện này cũng là giao diện mà với nhiều anh chị chúng ta cũng đã gắn bó cũng hàng mười mấy, mấy năm trời. Và cá nhân mình thì cũng vậy, đấy. mình cũng nhìn cái bảng giá nó cũng hàng chục năm rồi. Thì, uh, để bỏ đi nó hơi khó và đặc biệt là với giao dịch phái sinh thì có thể là việc mà chúng ta có một uh, cái giao diện in cho đây của từng mã cổ phiếu và cũng như là cái lệnh ở ngay bên phải là một uh, cái bảng giá mình thấy rằng là cũng dễ theo dõi hơn nhiều so với những bảng giá thông thường mà nó chỉ bao gồm có các bước giá thôi mà không có cái đồ thị cho đây ở đó nhưng như là bên Techcombank thì cũng làm một cái đồ thị cho đây như này nhưng mà hơi bé và nó không đi kèm cùng với khối lượng Thì trong tuần sau chúng ta cùng nghiên cứu với phần mềm đó đầu tiên uh, tiếp theo chúng ta cùng đến với Thị biến giao dịch phiên của ngày hôm nay thì phiên của ngày hôm nay thị trường đang ở mức uh, cộng 2,84 điểm thanh khoản ở mức đi ngang. À, thế thì điểm mình muốn nói đây là gì? Ở à, đấy là thị trường cũng đã có một số nhiều điều chỉnh trong giai đoạn khoảng 2 ba phiên trở lại đây rồi. Thế nhưng uh, sau khi mình uh, trong hai ba phiên ở đây thì mình hơi bận một chút thì mình mới ngó lại thị trường để xem xem là tại sao thị trường lại có sự điều chỉnh như thế. Thì bất ngờ là cũng chả có nhiều mã trên thị trường có sự điều chỉnh quá sâu. Uh, ok thì đồng ý mbb rồi uh, techcombank là những cổ phiếu thuộc nhóm ngân hàng có sự điều chỉnh sâu những các cổ phiếu leading khác chẳng hạn như là vietcombank rồi có uh, vic vinhomes vre điều chỉnh không có sâu đúng không? không chỉ đâu đó đi ngang thôi thì sau đó thì chúng ta mới mở một cái đồ thị tại đây là các cổ phiếu có sự điều chỉnh tác động ảnh hưởng như thế nào đến chỉ số trong khoảng năm phiên gần nhất thì có thể thấy những gương mặt tương uh, đối tội lỗi tại đây mà bản thân nhà đầu tư chúng ta cũng ít khi giao dịch thì có bid có Vinamilk rồi Sabeco và Vick Masan cũng đang đang có mặt điều tiên là Masan trước mình thấy Masan cũng tương uh, đối xấu trong ngày hôm nay thì có sự hồi phục nhẹ nhẹ uh, nhưng Vinamilk tội đồ ở đây ngày hôm nay thì có một nhịp hồi phục thanh khoản nhỏ nhỏ uh, có thể coi như là hồi phục kỹ thuật sau khi một cổ phiếu tiệm cận trở lại vùng giá khoảng 66 thì chạm đến 68 thì hồi phục kỹ thuật chạm đến 66 hồi phục kỹ thuật thì dường như Vinamilk cũng thích những con số đẹp nhưng uh, thông thường nó cũng là những dấu hiệu cho thấy rằng nó chỉ là hồi phục kỹ thuật thôi tại vì cổ phiếu về số đẹp hoặc hoặc là chạm đến vùng quá bán và chạm đến vùng hỗ trợ từ lâu từ từ tháng, 10 của năm ngoái rồi thì bắt đầu có những phản ứng thôi thế còn những cái dấu hiệu mà ở trong một cái đà giảm bền vững như vậy thì cổ phiếu khi nào hồi phục thì chúng ta có thể nhìn rất rõ ví dụ như khoảng tháng 5 và tháng 6 trước đó cổ phiếu cần phải tạo ra vùng hai đáy tụ một cách rất là quyết liệt thậm chí là đáy sau thấp hơn so với đáy trước thì trong trường hợp nếu chúng ta giải ngân kể cả nếu giải ngân đúng ở vùng giá 62.7, có khi đến nhịp sau chúng ta thấy thùng đáy khi lại phải bán à, và nhìn chung thì mình thấy rằng cái phương án tiếp cận tốt nhất đối với Vinamilk thì có thể là chúng ta sẽ canh một số uh, cái phản ứng có tính chất tạo tạo đáy một cách ổn định hơn thì có thể là mẫu hình hai đáy, mẫu hình kỳ dương, uh, mẫu hình vai đầu vai, mẫu hình uh, như này như kia tại đây thì thì uh, mình thấy rằng khả quan nhất thì có thể là hai đáy thì chúng ta chờ hai đáy trước đấy. Ờ, trước trước khi hành động tại Vinamilk nhưng cũng là một trong những cổ phiếu mà mình cũng tương đối quan tâm trong giai đoạn này ờ, tương tự như vậy trường hợp của gas thì cũng đã điều chỉnh rất là sâu toàn những cổ phiếu mà nhà đầu tư chúng ta trả giao dịch bao giờ đến thì đang đè vào thị trường và Sabeco nữa như vậy cái câu chuyện của chỉ số lúc này là gì thì đấy là đang bị đè bởi một số cổ phiếu mà nhà đầu tư cá nhân không giao dịch và nó tạo ra một trạng thái rất là phân hóa trạng thái cực kỳ phân hóa ở trên thị trường ở góc độ là chỉ số có thể có sự điều chỉnh nhưng thực chất thì dòng tiền nó không sợ, được, dòng tiền không sợ và khi mà chúng ta xem dòng tiền trong ngày hôm nay đổ vào những cổ phiếu như thế nào thì thấy rằng ví dụ như nhóm hạ tầng, xây dựng hạ tầng, rồi bất động sản, khu công nghiệp thực ra vẫn tăng đúng không? và tăng cũng với dòng tiền cũng rất là ấn tượng rồi dầu khí tương tự như vậy, PVS, PVD vẫn tăng hai ba phần trăm mà mặc dù trước đó đã tăng rất là mạnh rồi thế thì cái sự phân hóa của thị trường nó sẽ tạo ra cái bối cảnh về mặt kỹ thuật cũng là liên kết với nhau đúng không thì tạo ra bối cảnh về mặt kỹ thuật thì mình thấy rằng là cũng không có nhiều dư địa cho thị trường điều chỉnh quá sâu chúng ta tưởng tượng rằng điều chỉnh nhưng điều chỉnh toàn những mã đâu đâu thì có thể là một hai phiên đầu tiên thì nhà tư sợ đúng không phiên thứ hai mà các cổ phiếu khỏe mà bị quay trở lại vùng hỗ trợ thì khi lại tạo ra một cái lực cầu tham gia bắt đáy à, thì đấy là cái sự vận động trong phiên của ngày hôm nay luôn thì sau hai phiên điều chỉnh thì bắt đầu một số cổ phiếu quay trở lại vùng hỗ trợ một số cổ phiếu thì tiếp cận đến một số thông tin mới. Ngoài ra cũng có thông tin trong ngày hôm nay thì tí nữa chúng ta cùng đề cập đến. Nhưng trước hết thì về kịch bản cho chỉ số, mình thấy rằng là uh, chỉ số có khả năng là cũng sẽ không điều chỉnh quá sâu. Ngoài ra nữa thì cũng có một số lý do về mặt kỹ thuật. Mình nhìn thấy rằng những cây nến có tính chất quyết định, có tính chất đảo chiều dành cho thị trường, uh, đánh dấu một cái pha đảo chiều và điều chỉnh sâu ấy là một cái phiên có biên độ nến tương đối lớn và thanh khoản cực kỳ cao và cao hơn so với những phiên trước đó. Thì những phiên này mình mô tả rằng đó là khi thị trường vẫn chưa hiểu mô tê gì xảy ra thì dòng tiền lớn họ bán một cách rất là quyết liệt. nên thông thường trong một phiên mà thị trường và bối cảnh thông tin chưa quá xấu mà tự nhiên thị trường điều chỉnh thì đột nhiên sẽ kích thích một cái tâm lý, đây là tâm lý tìm cách là tham gia bắt đáy đúng không? Ta cũng tự nhiên thị trường điều chỉnh như này thị trường đang yên đang lành điều chỉnh này tự nhiên tôi phải bắt đáy chứ đúng không? Thì nó tạo ra một cái sự đối đầu của bên dòng tiền lớn bám cách quyết liệt và bên của nhỏ lẻ tìm cách bắt đáy tạo ra một phiên có tính bùng nổ thanh khoản rất là cao. thì trong hai phiên gần nhất mặc dù có sự điều chỉnh tuy nhiên cái biên độ về mặt thanh khoản mình thấy rằng không vượt quá xa so với những phiên điều chỉnh trước đó. tiếp theo chúng ta cùng xem một số thông tin trong ngày hôm nay thì có một số tin đồn liên quan đến việc ngân hàng nhà nước có chỉ đạo cho các ngân hàng thương mại. thì thông tin đầu tiên là việc họ đang chỉ đạo các ngân hàng phải giảm thẳng lãi suất cho vay ở mức 0,5% vào các khoản vay hiện hữu à, và cái sự điều chỉnh mang tính chất trực tiếp như vậy thì tự nhiên nó cũng sẽ đánh đến đúng bản chất vấn đề đúng không ạ? Tức là trước đây thì lãi suất điều hành có sự điều chỉnh thậm chí lãi suất tái cấp vốn còn uh, về 5-6% gì đó à, điều chỉnh rất là sâu rồi. Thế nhưng lãi suất cho vay thì không có sự điều chỉnh là bởi các ngân hàng thương mại thì họ cũng rất khôn họ không uh, cho vay mới nữa. Uh, hoặc cho vay mới với tỷ lệ tăng trưởng tín dụng ở mức tương đối thấp và lý do là họ có thể họ đang cảm nhận rằng cái tình hình về mặt nợ xấu lúc này đang tăng trưởng một cách vượt quá khuôn khổ cho phép và đúng là như vậy quý một vừa qua thì tình hình tăng trưởng nợ xấu thì có phần là hơi vượt ngoài tầm kiểm soát một chút thay vì việc là họ hạ lãi suất và cho vay mới để kích thích cái dòng tiền vay mới thì họ tìm cách là giữ nguyên mức lãi suất hiện tại để cày tiền mấy ông đã vay sẵn và sau đó thì giảm lãi suất huy động để khiến cho cái biên về cái sự tranh lệch giữa lãi suất huy động với lãi suất uh, cho vay nó gần tương tự như kiểu nim ấy thì cái biên đó nó giãn rộng ra và tăng trưởng dựa trên cái sự giãn rộng biên thì ông mấy ông khôn như vậy thì khôn quá thì ngân hàng nhà nước thì họ quyết định là phải cần phải can thiệp và lúc này là chỉ đạo trực tiếp để giảm lãi suất cho vay xuống mức 0,5% uh, xuống 0,5% uh, cho các khoản vay hiện hữu và các khoản giải ngân mới thì chắc chắn là phải giảm rồi và việc giải ngân như thế này, việc chọn giảm cái khoản cho vay cho các khoản vay hiện hữu thì đôi khi nó cũng sẽ cần phải có sự phân loại đúng không? Chẳng hạn như có những đối tượng đối tượng mà cho vay đã đi vay với mức lãi suất ở mức rất là thấp, chẳng hạn như bảy tám phần trăm cách đây khoảng một vài một, một một hai năm thì dĩ nhiên không phải đối tượng được giảm đúng không? Tại vì giảm nữa thì còn giảm còn thấp hơn cả lãi suất huy động của một số ngân hàng hay những đối tượng mà cho vay đi vay với mức với với những mục tiêu chẳng hạn như là kiểu đầu cơ chứng khoán đầu tư chứng khoán đầu tư bất động sản thì có thể là không phải là đối tượng được đủ mức ưu đãi lãi suất. Thế cho nên cũng sẽ phải có một chế tài trong việc là phân loại những đối tượng nào thì được hạ lãi suất đúng không? ạ. Thế thì ngân hàng nhà nước thì họ yêu cầu là các ngân hàng thương mại phải báo cáo lại cho vụ chính sách tiền tệ trong vòng một tuần tới về các đối tượng nào được giảm và trước mắt là sẽ giảm trong vòng 2 cho đến 3 tháng tới. Dĩ nhiên đây chỉ là những cái tin đồn thôi nhưng. Và sau đó thì ngân hàng nào không thực hiện thì sẽ bị đánh trực tiếp lên room tín dụng của 2023. Ờ, thì có khi mình ngân hàng bảo ơi tôi cũng chả sợ đúng không ạ? Tôi tôi sợ gì năm nay tôi trả dùng hết room. Thì tiếp theo còn mở ngoặc nữa là và cả cả các năm sau nữa thì ok thì bắt đầu nghe thấy sợ rồi. Nói chung thì nó cũng đánh trực tiếp đến các uh, lợi ích của các ngân hàng. Và room tín dụng cũng là một trong những uh, cái cái chế tài trong việc uh, kiểm soát tăng trưởng của ngân hàng rất là rõ rệt thì với việc đánh đến room tiến dụng cho các năm sau thì chắc chắn là các ngân hàng cũng sẽ phải tìm cách là thực hiện thôi những ông nào mà không thực hiện thì tăng trưởng tiến dụng sẽ chậm hơn cho các năm sắp tới thì ok chấp nhận như vậy thì thì chấp nhận thôi mình không không nhìn thấy ngân hàng nào chấp nhận ở mức mức độ như vậy giảm có 0,5% thôi thì tạm thời ngân hàng nhà nước lúc này là đang kiểu ném đá do đường ấy, đang đang thử một số cái biện pháp để xem xem uh, các ngân hàng thương mại thì có uh, thực hiện không nhìn chung thì trước đây thì chỉ giảm lãi suất huy động thì đôi khi nó chỉ ảnh hưởng về góc độ dòng tiền thôi đúng không? Nghĩa là với các sản phẩm tiền gửi thì kém hấp dẫn hơn thì dòng tiền quay trở lại thị trường chứng khoán, trở lại thị trường bất động sản thì dòng tiền sẽ có sự cải thiện. Tuy nhiên vay mới thì cái dòng tiền vay để đi đầu cơ thì không có. À, nghe thì có vẻ hơi tiêu cực nhưng đúng chính xác là như vậy, dòng tiền đi vay mới để đi đầu cơ. Thì lúc này đi vay với mức lãi suất 15 thậm chí sai mục đích còn lên đến 18 20% thì ai vay mà đầu tư có lãi nổi đúng không ạ? Thế cho nên à, về dòng tiền để gọi là vay mới để đổ vào thị trường thì chưa có mà chỉ là cái dòng tiền thịt mà thôi. Thì đôi khi nó khiến cho thị trường tăng thì à, không tăng được mạnh nhưng đôi khi cái sự điều chỉnh nó không điều chỉnh sâu. Tại vì chúng ta cũng tưởng tượng nó giống hệt những dòng tiền margin ấy. Nó gặp áp lực về nợ vay, gặp áp lực về đòn bẩy. À, với họ thì có thể là với với mình thì có thể là giảm 5-6% trăm à, hoặc tăng 5-6% thì với họ thì là À, tăng giảm hai 30 ba mươi phần trăm và đôi khi nó ăn vào cả tiền thịt của họ nữa thậm chí còn nó không chỉ là lỗ trên thị trường mà thậm chí nó còn uh, chuyển thành uh, đi đi thành con nợ đầm đìa nữa thì với cái trường hợp uh, khi mà lãi suất giảm thì một mặt thì có góc nhìn tiêu cực thì đấy là dòng tiền vay có thể sẽ một lần nữa sẽ được huy động để quay trở lại thị trường trong trường hợp nếu như thành công nhỉ dĩ nhiên giảm không mười năm thì nó không không có lợi ích gì uh, quá lớn lên thị trường nhưng uh, có thể là một cái tiền đề để tiếp tục hạ lãi suất cho vay trong thời gian tới thì về góc độ tiêu cực thì có thể là uh, tiêu cực trong hoặc kép thì có thể là sẽ tác động đến dòng tiền vay đổ lại thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản nhưng mặt khác thì nó sẽ cũng cũng sẽ khiến cho toàn bộ tất cả các ông này trừ mấy ông ở trong nhóm ngân hàng uh, trừ trừ mấy ông trong nhóm ngân hàng ra thì còn lại các uh, đối tượng khác thì đều vay doanh nghiệp nào cũng vay cả thì đều sẽ được giảm áp lực về mặt tài chính áp lực về mặt vay nợ tiền lãi hàng năm và nó là một uh, cái góc độ tích cực dành cho các doanh nghiệp trên sàn nhưng chúng ta phải hiểu rằng về cơ bản tại đây thì đấy là cắt đi cắt máu của của cái nhóm này của cái ông ngân hàng này để đổ sang các ông khác đúng không và cho nên nó cũng khiến cho uh, các doanh nghiệp uh, khiến cho cái cái sự vận động của dòng tiền trong ngày hôm nay thì nó cũng gần tương tự như vậy đấy là nhóm ngân hàng và những ông cho vay khác như nhóm chứng khoán thì điều chỉnh trong khi đó thì với nhóm khác thì mình thấy rằng không quá tiêu cực chúng ta cũng tưởng tượng giống kiểu dòng tiền của doanh nghiệp và dòng tiền của chứng khoán thì đang chảy từ nhóm này sang nhóm kia ấy. và đặc biệt là những cổ phiếu mà có tính chất đòn bẩy tương đối cao, đòn bẩy tài chính tương đối cao như các cổ phiếu thuộc nhóm hạ tầng, nhóm bất động sản, nhóm xây dựng và thì có idc nhóm bất động sản khu công nghiệp cũng tương tự như vậy, đòn bẩy tương đối cao thì đang duy trì được một cái đà tăng tốt trong phiên của ngày hôm nay. Ok, thì ngoài ra cũng có một số thông tin liên quan đến việc nâng trần nợ công nhưng mình thấy rằng mình không không có đóng góp tích cực gì đối với anh chị về những thông tin này. Thực ra chúng ta tiếp cận đến liên tục rồi. Uh, trong uh, ngày thứ hai thì Joe Biden họp với cả McCarthy đúng không ạ? và uh, sau đó thì cũng đưa ra một số quan điểm về khả năng lạc quan ngoài ra nữa thì uh, bà Yellen có bảo rằng uh, nợ công của Mỹ có khả năng cũng sẽ à, xin lỗi là về uh, về về ngân khố của Mỹ có khả năng sẽ không thể cầm cự cho đến khoảng giữa tháng 6. cho nên chúng ta cần phải có một cái thỏa thuận tương đối sớm từ đó khoảng có một hai tuần nữa là cần phải thỏa thuận xong rồi À, thì đôi khi nó khiến cho nhà tư chứng khoán thế giới cũng hơi sợ sợ một chút ví dụ như thị trường chứng khoán Mỹ cũng có một số cái sự điều chỉnh trong một số phiên gần nhất à, nhưng mình thấy rằng cái sự điều chỉnh này nó vẫn đang nằm trong một cái biên độ cho phép ở góc độ về mặt kỹ thuật và thực ra khi mà chúng ta nhìn ở trên một số chỉ báo như chỉ báo VIX và chỉ báo đo lường về mặt tâm lý uh, chuẩn xác ra thì nó là uh, nó là cái cái gọi là đo lường về cái sự biến động kỳ vọng của chỉ số S&P 500 trong vòng 30 ngày sắp tới. Hay nói cái khác là cái sự đo lường về mặt sợ hãi của nhà đầu tư thì có thể thấy rằng nhà đầu tư lúc này không sợ hãi lắm đúng không? Đâu đó khoảng cỡ dưới 20 điểm, từ 20 điểm mình thấy rằng mức trung bình. và nhìn chung thì cũng có sự biến động, cũng có những sự kỳ vọng về khả năng biến động trong vòng khoảng 30 ngày tới. Thì nó trùng khớp với khoảng thời gian là sẽ cần phải đạt được thỏa thuận về mặt nợ công đúng không ạ? nhưng mình thấy rằng là biến động này không không quá cao. Nhưng nhìn chung thì về mặt tâm lý của nhà đầu tư thế giới thì cũng không quá không quá bi quan, không quá sợ hãi và nó cũng tạm thời tác động đến thị trường Việt Nam là chúng ta cũng không nhìn thấy cái sự ảnh hưởng của thị trường quốc tế đến thị trường Việt Nam quá nhiều. À, còn về góc độ lên thị trường thì mình thấy rằng không có gì đâu, từ đó cũng ở mức tương đối là ổn định thôi. Chỉ số S&P 500 thì vẫn tiếp tục trong biên độ tương đối hẹp. À, về mô hình kỹ thuật trong giai đoạn này thì thanh khoản ổn định, giá ổn định, rồi trái phiếu chính phủ Mỹ và giá vàng và giá USD cũng có một số cái sự xây nền trong giai đoạn này, nghĩa là không có biến động. Nhìn chung thì mình thấy rằng không biến động là tốt để yên cho thị trường Việt Nam tự hoạt động còn hơn. À, thà nó không không cần phải quá tích cực đâu, chỉ cần ổn định thôi cũng là một dấu hiệu à, mà mình thấy rằng là một bối cảnh liên thị trường tích cực rồi nó phù hợp cho cái giai đoạn này của thị trường Việt Nam. Nói chung về tổng kết lại về bối cảnh của thị trường thì mình thấy rằng là có phần tương đối là thiếu dẫn dắt đấy, nghĩa là các cổ phiếu có mức vốn hóa lớn rất lớn thì dòng tiền không không tham gia. không mấy mặn mà hoặc bị ngoại bán, cho nên tác động tiêu cực đến thị trường. thế Nhưng uh, chúng ta vẫn có cũng không, không hề thiếu những cơ hội để giao dịch về mặt mid cap đúng không ạ? Còn về chỉ số thì cá nhân mình cho rằng nếu như có sự điều chỉnh thì điều chỉnh không quá sâu và nó là cơ hội để giao dịch, cơ hội để tham gia giải ngân nhiều hơn. Còn nếu tăng ngay tại đây thì tăng sẽ dướn, lý do chúng ta đề cập đến rồi, tại vì lượng chờ bán nó vẫn còn nhiều, chúng ta chưa rũ xong. Tiếp theo thì cũng có một số cổ phiếu trong dạng trong trong một số phiên gần nhất, thế dạng có tín hiệu chẳng hạn như IDC đúng không? Trong ngày hôm nay thì tạo ra phiên có một thanh khoản bùng nổ và vượt lên trên ổ hình cản. À, thanh khoản mức khoảng tám triệu cổ phiếu và đóng cửa mức gần sát mức cao phiên tuy nhiên vẫn có bóng nến phía trên thì chắc chắn là trong phiên của ngày mai thì cũng có thể sẽ tạo ra cái cân bằng à, chúng ta có thể canh những phiên hàng về trường hợp mà không bị vi phạm khoảng uh, một nửa cây nến trước đó tương đương vùng giá khoảng bốn mươi tám thì có thể là một số cơ hội để anh chị chúng ta uh, tham thăm, thăm dò rồi các cổ phiếu khác nhóm uh, bất động sản công nghiệp trong ngày hôm nay cũng có một số thông tin liên quan đến chính sách hỗ trợ của thành phố hồ chí minh thì uh, có thể là một uh, yếu tố giải quyết được vấn đề cốt lõi của nhóm bất động sản công nghiệp ở góc độ về mặt chính sách là giải phóng mặt bằng và thứ hai là phê duyệt dự án trước mắt thì mình nhìn thấy IDC là chuẩn hơn còn với trường hợp của SSC có thể chúng ta sẽ chưa vượt lên trên vùng đỉnh là vùng giá khoảng 34.8 ở vùng thanh khoản trước đó mức tương đối cao nhưng lúc này đã đẩy lên trên vượt lên trên vùng và test thành công vùng giá khoảng 33 rồi thì có thể trước mắt là chúng ta sẽ canh một số nhiệm ổn định giá xung quanh vùng giá SSC này về cơ bản thì cổ phiếu cũng đang trong một trạng thái là rounding bottom sau đó thì vượt cả và gia tăng áp lực lên trên vùng giá khoảng EMA 200 với trường hợp của IDC thì định giá của cổ phiếu là mức tương đối hấp dẫn và đang chờ một chất xúc tác thì lúc này chất xúc tác là về mặt chính sách rồi thì kích thích dòng tiền trong ngày hôm nay ở định giá thì không có gì miễn bản sau đó thì vùng giá mục tiêu cũng dư địa nếu như mà bèo bèo thì cũng rơi vào tầm khoảng cỡ 30-40% nữa thì với IDC có thể là vùng target tiếp theo dành cho cổ phiếu trong trường hợp này nhưng mà test thành công, vùng cản này thì thể target trung hạn là tương đương vùng giá khoảng 48 cho đến vùng giá 50, tương đương phí bố 61.8%. Tiếp theo chúng ta sẽ xem, xem một số cổ phiếu thuộc nhóm dầu khí. thì Với dầu khí trong ngày hôm nay tăng hơi nóng rồi, PVS một lần nữa lại tạo ra một đà tăng rất nóng, PVD hai cổ phiếu này đều tăng khoảng 10% rồi. Các cổ phiếu khác thì mình thấy rằng đoạn này mà chưa tăng thì có thể là chúng ta không cân nhắc là không nên tham gia đua nữa. Thì đấy là một số cổ phiếu thuộc nhóm Mid Cap. Uh, tiếp theo thì có các cổ phiếu thuộc nhóm Blue Chips hay nhóm ngân hàng. Thực ra thì mình vẫn kỳ vọng là nhóm ngân hàng có thể có một số uh, nhịp tăng tiếp diễn. Tuy nhiên hai ba phiên gần nhất thì hơi yếu như, như mình có đề cập đến thì với thông tin về mặt tin đồn trong ngày hôm nay trong việc là hạ lãi suất cho vay thì dĩ nhiên nó cũng sẽ làm giảm đi một nguồn thu tương đối lớn của các ngân hàng đúng không? Chúng ta tưởng tượng rằng cái biên giữa cho vay và huy động thì nó rơi tầm khoảng 3% và trong giai đoạn vừa rồi giãn ra có thể khoảng 4%. Thì 0,5% nó tương đương 1 phần 6 rồi, thì dĩ nhiên là mức khá cao so với các ngân hàng thì 0,5% so với toàn bộ lãi suất cho vay ở mức thấp. À, nhưng mà so với cái vùng biên của ngân hàng thì có thể là mức tương đối cao. Thì với trường hợp của VIB thì sau hai phiên điều chỉnh thì phiên của ngày hôm nay là phiên Doji à, và mình thấy rằng là hồi thế này hơi yếu, chúng ta lại cần phải có một nhịp à, ổn định giá hoặc là nhịp quay trở lại và test trở lại vùng giá khoảng 21.5 cho đến vùng giá 22 trước khi là, là có thể tiếp tục hành động tham gia tham, uh, tham gia gọi là gia tăng hoặc tham dò mới uh, tương tự như vậy trường hợp của OCB trong ngày hôm nay lại tiếp tục lại cây nến điều chỉnh nữa và tiệm cận trở lại vùng hỗ trợ là vùng giá khoảng 16.6 ba cây nến đỏ rồi rõ ràng là nếu để vận động tự nhiên thì đánh nhẽ cây của ngày 22 tháng 5 là cây đã, đã với cao rồi thế nhưng cổ phiếu lại tạo ra ba cây nến điều chỉnh liên tiếp và lúc này test ở lại vùng hỗ trợ thông tin này có thể là có phần hơi tiêu cực thì trước mắt là chúng ta cũng sẽ một lần nữa là chúng ta cũng uh, chưa nên thăm dò mới đối với OCB và có thể là chúng ta đã chờ đợi cái sự ổn định giá trở lại. Nói chung thì mình thấy rằng mẫu hình hai đáy trước đó thì nó vẫn bảo toàn thôi. Mẫu hình mà trung hạn thì vẫn đang bảo toàn. Uh, chúng ta cần có thể là cần một cái cốc một, một cái tay cầm tại đây nữa khi mà nữa, vòng trở lại vùng giá 17, chúng ta nhìn thấy thanh khoản có sự cải thiện thì đó sẽ là những cơ hội để có thể tham gia thăm dò trở lại đối với OCB với các cổ phiếu khác như kiểu dạng Sacombank thì mình thấy rằng là sau khi vượt đỉnh xong thì dường như cũng đang tạo ra một cú uh, cũng không phải là bung chạm vì trong ngày hôm nay thì là một cây nến cân bằng thanh khoản rất là cao vùng giá 27 Và thấy rằng lực cầu tham gia tương đối quyết liệt thì uh, có thể là cổ phiếu về cơ bản là là đang test tương đối thành công xung quanh vùng giá khoảng 27 thì là trước mắt thì mình thấy rằng cũng có thể thăm dò được thăm dò được nếu như ngày mai cổ phiếu không bị vi phạm ra khỏi vùng giá khoảng 26.8 không bị vi phạm khỏi cây nến của ngày hôm nay mình vẫn nên chờ tại vì thực ra trong một bối cảnh cái sự điều chỉnh của thị trường ấy. ví dụ cây của ngày hôm nay là cân bằng ngày hôm sau tiếp tục điều chỉnh thì cho thấy rằng à hóa ra chúng tôi lại hấp thụ hết tất cả lượng chờ mua rồi và ngày hôm sau lại điều chỉnh tiếp thì cho thấy bên bán vẫn đang áp đảo nhưng ngày mai tiếp tục tiếp tục duy trì một cây nến ổn định hoặc là một cây nến xanh thì là những dấu hiệu một là bên mua đã hấp thụ hết bên bán và thứ hai là có một điểm quản trị rủi ro dành cho Sacombank thì trước mắt thì chúng ta cũng sẽ mang tính chất gọi là đua theo tín hiệu thôi thanh khoản trong giai đoạn này là tương đối lớn và chúng ta có một số thông tin hỗ trợ như thông tin về DC tham gia mua uh, Sacombank và bán ra ACB đúng không ạ? ACB đoạn này thì không có trend thì có thể có thể là một cổ phiếu mà chúng ta rất là quan sát kỹ, kỹ lưỡng trong phiên của ngày mai thì để tổng kết về mặt cơ hội thì mình thấy rằng thị trường nhìn chung thì cũng không có nhiều dư địa để có thể điều chỉnh quá sâu và phân hóa là một câu chuyện lớn trong không chỉ là trong trong một trong ngắn hạn hay trong trung hạn mà nó là câu chuyện có thể là trong 2023 và thị trường thì vẫn tiếp tục sideways thôi chúng ta chưa có những dấu hiệu cho thấy sự đảo chiều mạnh còn với cổ phiếu thì câu chuyện thì nó sẽ cần phải có tốc độ về mặt chính sách hỗ trợ trực tiếp đến doanh nghiệp hoặc nếu chúng ta giao dịch dựa trên những cổ phiếu mà bám sát đá tăng của thị trường đà giảm của thị trường thì sẽ cần phải tương đối là khéo léo Mình thấy rằng là tương đối khéo léo Uh, chứ nó không còn những cái biên rộng ở các cổ phiếu thuộc nhóm ngân hàng nữa tại vì thị trường là sideways nhưng nhóm vốn hóa lớn thì biên độ tương đối hẹp chúng ta sẽ cần phải quan sát một cách kỹ càng và giải ngân là giải ngân uh, nhanh tay nhanh mắt chứ không tìm cách nó đua theo những phiên có tính chất hưng phấn nữa và đó có thể là câu chuyện của phiên trong trong một tuần tới hy vọng anh chị chúng ta cũng đã có được cái sự cập nhật rồi à, uh, chúc anh chị có phiên cuối tuần ngày mai thật là thành công xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại